gì à? Điếu nào? Ông Thủy ơi, ông Thủy ơi, ôi, ôi giời, giết rồi, ôi khổ quá, ôi trời, cái ông này, người ta đang tưới thì gọi người ta, không sao, ê, ông đang làm gì đấy, đang tưới cái bưởi, à tưới cái bưởi à, thế mà tôi thì cứ tưởng ông đang tưới cái bưởi, cái ông này, thế tôi chẳng tưới cái bưởi, thì tôi tưới cái cam à, đừng có phải nhầm, này này, ông biết cái công ty gì chưa? Tin gì? Thằng Hoàng Sở ấy. Sao? Nó đang cảnh báo là cái chuyện là mai nó lên thăm anh em mình đấy. Ô, thế mà thằng Hoàng lên đến thăm anh em. Hay quá nhỉ. Ông thắm ấy không gặp. Cái thằng kia thằng bố này thương thật đấy. Hôm qua tôi vừa mơ thấy ông ăn thịt bố ngoài đấy. Hôm qua vừa mơ à? Có tôi trong đấy không? Có. Có tôi rồi. Qua mơ chết người. Mơ thế nào mơ thế? Tôi với ông đến chơi nhà thằng ăn thịt bố ngoài. Qua đấy. Thế nào đi đến nhà nó thì nó rủ ra thịt chó. Tôi với ông với nó, cùng với hàng bạn nó. Đấy thì cái mâm thịt chó đấy độ chục thằng. À đồng phết. Ui. Ăn uống no say rồi thì đến lúc gần thanh toán thì tôi không thấy cái thằng Hoạt dở đâu. Mấy thằng bạn nó mới hút. À thế à. Còn mỗi tôi với ông. Ú thế à. Ừ thì xong rồi cái thằng chủ quán nó tính tiền. Thế thì tôi đứng ở đâu? Thì cái lúc ra tính tiền thì ông không có tiền à, rồi thì ông trốn ở trong toilet, trốn trong toilet. Ôi, thế... làm gì có trong toilet để tôi mơ mà ông. đúng rồi trong thế nào, trong thế còn nào chật khớp còn mỗi mình tôi. Thế là cái thằng chủ quán tôi mới bảo nó em không có tiền. Ôi, thế nó đấm vú vào mặt tôi quá. Ôi, thế à? Đau quá nên tôi tỉnh vú mất. Hóa ra vợ ở đầu giường đang nhổ nóng sâu mình. Cảm ơn thì thương quá điên. Này nói thế thôi, như thằng này sống tốt không? Quá tốt, có tình cảm, nó sống nhiệt tình anh em mình. Ông có nhớ là anh em mình lần nào đến nhà nó chơi nó cũng chiêu đãi nhiệt tình, đúng rồi. Ông có nhớ cái vụ lần trước đến ăn cơm nhỏ không? Cái vụ xong rồi nó rủ đi ăn karaoke đấy. À ôi trời, ông nhớ dài quá. Cái vụ ấy vui cái vụ karaoke tây vịt. Đúng rồi ông nhớ cái con tóc dài ông thấy không? Con tóc dài, con tóc dài ngồi với ông ấy. À xong rồi sau tát ổng phát. Đúng rồi, tôi định ôm nó. Nó cho nó tát đây. Đây là hôm ấy con bé con hát tôi đúng hay. Cái con bé mà chính vì ông cứ mãi hát thì ta đồng xanh biển bạc ấy, ra đồng bạc biển xanh. Đúng rồi, con hay phết. Cái con mà tính ra đồng xanh đồng bạc ấy. Đấy cái bài hay, cái hôm ấy ấn tượng phết. Thế cuối cùng tôi mất tiền karaoke. Ở đâu thằng Hoàng giờ nó trả mà. Nó giả gì? Đúng lúc giả tiền ăn tôi thấy nó biến mất đầu. Tôi giả đấy. Ủa thế mà. Vẫn bố 30.000. Ông nói ông nhớ nhầm thế nào? Hôm nay nó bảo nó chiêu đãi từ A đến Z cơ mà. Chiêu đãi gì? Mồm nó nói thế thôi. Tôi mất tiền hát 30.000 nữa mà ít đâu. Ủa thế à? Thế nó đây bảo tôi là cứ anh em cứ vô tư nhé. Kể cả tiền tay vịt là xong hết rồi. Thế này. Ủa đúng rồi. Hẹn nào lúc tôi ra lấy xe. Con bé con nó chạy ra nó chú cho cháu ít tiền son phấn. Thế á? Cuối cùng mong ruột cho nó 15.000 đấy. Ông cho 15.000. Cho nhiều thế. Nhưng mà nói thôi, cái là mọi chơi động vui. Nó cũng không có tình, cả. có tình là được rồi. Thế nó mai đến à? Mai đến rồi. Ông Phong ơi. Hả? Thế thì mai tiếp đón cái thằng ăn thùng ngũ vại nào nhỉ? Thì thằng này nó chỉ thích mỗi hai món thôi, là cá và gà. Đúng rồi. Cứ hai món em mà thiết đãi thôi. Riêng cái thằng Hoàn Dở ấy nó rất thích ăn cá và ăn gà. Khoái khẩu đó. Thằng Hoàn Dở đây là máu ăn lắm. Thế thì mai cứ những món đấy thôi nhỉ? Mai cứ món đấy thôi. Tôi tính như này ông ơi. Như này nhá. Sáng mai nó lên. Thôi thì sáng mai thì cứ tập trung tất cả nhà ông thôi. Nhá, lúc nào nó đến thì tôi qua ông. Nhá, nước non xong rồi ngói chén với ông xong rồi về với tôi uống nước chè. Nó ta chả giấu gì ông. Ngày mai vợ chồng tôi có việc khẩn cấp. Ở ngoài. Không thể vắng mặt được. Cho nên ông thông cảm. Nó có đến thì ông cứ thiết đãi. Ủa thế thì còn chuyện gì? Thế thì mai ông về bên ngoài à? Về bên ngoài. Ui. Thế thì mất nhiên vui. Vẫn vui. Qua là nó mới vui. Vẫn vui. Cứ hai vợ chồng vắng mặt thế này tôi sợ là tôi thì không vấn đề gì. Nhưng mà không có vợ chồng ông thì tôi sợ là vợ tôi mai nó này bảo là hai vợ chồng ốm đột xuất thì nó cũng chả ra làm sao cả. Ông buồn cười nhỉ, thằng bạn chí cốt. Một năm đến mình có 10 lần. Bây giờ cố gắng tiếp đón làm sao linh đỉnh nó đừng cười vào mặt anh em mình. Thì đương nhiên nó đến thì phải tiếp đón rồi. Thế nhưng mà hay là ông hoãn hay không? Không thể hoãn được. Cái việc này mà vợ chồng tôi cũng về, cả lan người ta cười cho. Thôi ông cứ thiết đãi đi.
hết bao nhiêu thì về vợ chồng tôi 50-50. Tôi không nhỉ? Vấn đề nó không phải là tiền. Vấn đề là không có ông thì nó mất vui. Không hiểu không? Chứ con tăng ăn thùng cũng vậy đến thì kiểu gì phải tiếp rồi. Hay như này đi. Mai ông về về bên ngoại. Xong việc của ông phải về ngay nhá. Thì tôi về ngay chứ tôi ở đấy làm gì? Đúng không? Thì nhớ là về ngay đấy nhá. Nghe cố gắng nhá. Cơm gà cá gỡ làm sao là thế đại nó để nó đừng cười mình. Đấy về bao nhiêu kinh phí như thế nào? Tôi chịu nữa. Thôi được rồi, tôi thống nhất cái quan điểm đấy. Thế nhưng mà vấn đề ở cái chỗ là nó không vui thôi. Vẫn còn vui. Nó đến thì mình phải tiếp rồi. Không hiểu. Thế đi. Tôi tóm lại là cứ thế nhỉ. Xong rồi vòng về luôn đấy. Tôi về luôn nhá. Hay là tôi thịt gà với cả cá gỡ cho. Cứ tính nhá sổ. Mình nó ok thôi. Cứ tính nhá sổ nhá, về mình tính toán sau. Rồi ok. Vào tưới đi, nhá. Cứ tính về. Ông về ngoài. Tí tôi đi ngay. Có thể đi ngay bây giờ. Thế thì ông cứ bảo hoạt mai đến qua tôi. Tôi bảo đến. Nhá. Tưới tôi, tưới đi. Tôi về đây. Nào, nhanh cái tay lên nào. Ôi dồi ôi, bác quá. Bạn ơi, bác đến chơi đột xuất quá, chả báo trước gì cả. Nhà em chả kịp chuẩn bị, thôi thì có tí gọi là cây nhà lá vườn bác xây tạm nhá. Dạ. Quan trọng quá, bác đến chơi là vui để chính tình cảm. Lâu thế. Dạ vâng, đây xong rồi vâng. Đây em mời bác về, mời mình. Dạ. Ôi, đàn gà nhà mình đông thế mà sao không bắt được con nào ạ? Ui giời ơi, mọi khi thì chúng nó vẫn ngủ ở bếp đấy. Nhưng mà hôm nay bác đến chơi, chả hiểu nó chạy đi đằng nào chơi hết. Thì em thì tìm mãi chả thấy con nào. Mà có cá thì giờ còn gì. Cá hả? Vâng. Thôi được. Thế mời bác nhá, mình tự nhiên nhá. Rượu đi ông ơi. Đây, ông thông cảm. Mà tôi đã dặn ông rồi, lần sau ông đến đây chơi là ông phải thông báo cho tôi thì tôi mới đón tiếp ông được. Ông báo cho Phong thì chết rồi. Thế thằng Phong về à? Nó thấy ông đến chơi nó trốn rồi. Nên lần sau ông chỉ cần ới tôi một cái thôi là tôi bắt gà từ hôm trước. Ông hiểu không? Ông ăn có 10 con thoải mái. Tôi nuôi đàn gà tôi gần 100 con cơ mà. Với cả ông to béo thế này, ăn thịt thựa nhiều làm gì? Cho nó nặng ra. Cứ rau mà chơi. Tôi bây giờ là chỉ có chơi rau thôi. Sao không là cỏ không? Ôi, thì người ta gọi là rau cỏ lại chứ có ai gọi là rau thịt đâu mà. Thôi, chơi đi, rau ngon lắm, rau lang tôi hái ở vườn. Nào, anh em. Ông kẹn kìa. Chúc sức khỏe. Nào. Ô hô, y a y a y a. Ô hô, in a in a. Gâu gâu gâu, a lê a lê a lê. Gâu gâu gâu, a lê a lê a lê. Gâu gâu, ông chửi ơi. Đâu rồi, đâu rồi? Phong đấy à? Vừa đi đá giải sân họ, toàn mấy thằng già. Thế nào này thua bọn trẻ con cấp 2, nhục khóc chứ. Không là giải con, toàn nghịch giải. Này, xem chuẩn bị đi đâu rồi bảnh này? Thì hôm nay đi ngoại giao thì cũng phải đàng hoàng tí. Ngoại giao gì? Lên ủy ban nó tin việc. Như không thì có việc đấy thì ủy ban nó lên. Hả? À, tôi biết rồi. Chắc là chuẩn bị lên đăng ký ứng cử vào chức trưởng thôn nhỉ? Ông, đúng không? Ông thừa biết là từ bé đến giờ là tôi ghét nhất là làm cán bộ. Lên gặp mấy bác địa chính xã, tôi định ra hạn cái dự án quán nước thêm chục năm. Ông thâm à, cái quán nước thì ông thì có ma nào nó đến đâu, ấy sưng ấy xỉa. Mà sao giả dại thế? Đi chạy cái dự án chục năm làm cái gì? Cái gì mà người ta 15 ngày một thôi, còn không là nửa tháng nó cùng. Không, tôi có chiến lược dài hạn, tôi ký bây giờ là ký chục năm, nếu mà hôm nay nhá, lên mà xong xuôi nhá, nếu mà 55 tôi cũng mua luôn. Thế này hoành nhỉ? Thôi ông về đi, tí tôi về thúng nước. Thôi, cứ bình tĩnh rồi lên đấy sau. Bây giờ tôi muốn gặp ông để thanh toán cái vụ quan. Vụ nào nhỉ? Cái vụ ông tiếp với cái thằng hoạt dở ấy. À, ôi trời ơi, quên. Quả, ôi trời, qua đợi ông suốt. Hai thằng say mềm ra quyền bố. Thế ông bóng nước đi. Chúng tôi là cứ phải sằng phẳng cái gì nó ra cái đây, đúng không? Bóng nước đi. Để xe đâu chứ. Chúng xe bóng nước. Gồm quà tôi mới hoạt dở. Cứ đợi ông mãi. Hai thằng uống say mềm ấy.
5 giờ sáng mới giải tán. Tôi tiếc lắm nhưng mà ông thông cảm. Chả là hôm qua hai vợ chồng về dưới quê ăn cái đám giỗ nhà hàng xóm cạnh nhóm nhạc ấy. Có họ hả? Họ đây gì đâu. Thế thì không có họ thì vợ chồng sang nhà người ta ăn giỗ làm cái gì? Ôi trời, họ vừa phát hiện là tôi làm rể ở cái xóm đấy. Thì chả cứ nhiệt tình mời, không từ chối được. Hai vợ chồng với hai đứa con ăn cái đám cỗ xong phúng mất bố ba chục. Ôi giời. Ăn xong đi về chứ ông hẹn ông về đấy mà tôi từng từng ngồi hoạt dở hai thằng cứ vừa uống vừa đợi chết rồi. Thì tôi cũng báu bỏ gì ở cái chỗ đấy đâu, định là định về rồi đấy nhưng vừa ra đến cổng nào xịt bố lắm. Thế trong mượn đi xe khác mà về, cái ông ấy chả thông minh gì. Mượn xe cái gì đâu, hôm qua ấy đáng nhẽ về thì không sao, ở lại thành ra suối quẩy không. Ông nhạc mấy tôi qua xịt tận nhau. Ủa thế à? Ôi chuyện gì mà kinh, chuyện nó có gì đâu. Mấy thằng con nhà tôi nó ở nhà người lạ, đêm nó không quen, nó không ngủ được, nó chơi đến vừa nãy. Thế thì làm gì mà phải đánh nhau? Thì cái ông nhạc ấy, cái lão nhạc ấy, ông không ngủ được, nó cứ chửi đồng. Tôi ngơ mồm tôi mới chửi lại. Chả ra làm sao bố con xít tận nhau. Em tận chưa? Con bị tận rồi, may có con vợ ra nó cằn. Mà này, hôm qua thiết đãi cái thằng hoạt dở như thế nào thì tổng thiệt hại bao nhiêu thì tính toán cái cho tôi xin chịu nữa. Rồi thì hôm qua thì ông bảo là thôi thì bạn này bạn chung thì nhà ông bận thì nhà tôi tiếp thì hết bao nhiêu chia đôi đúng không? Đúng rồi. Tôi ghi chép cái gì nó ra cái đấy nó chẳng vàng. Đợi tôi lấy quyển sổ để đâu qua là vợ chồng tôi ghi rất cẩn thận vào sổ thôi. Không sợ đâu. Thoải mái mà. Bây giờ mà mình cứ tính xong là cửa đôi, nhà chịu nửa. Bạn chung. Không phải mấy lần anh em đến nhà nó cũng nhiệt tình. Đúng rồi. Qua là tôi tát cái ao bắt cá lên. Thế là tốt. Ông nhiệt tình tốt. Không phải anh này lắm. Bây giờ tôi đọc từng cái hạng mục để cho ông nắm được. Ghi qua ghi đầy đủ hết. Không đến lúc anh em cãi nhau. Đúng rồi. Đáng bao nhiêu đâu ông hiểu? Nó phải sang bằng. Cái gì ra cái đấy? Hôm qua là tôi thịt một con gà 5 cân. Là đi bằng 500.000. Ô, có hai ông mà ăn hết 500.000 tiền gà cơ. Con gà 5 cân ăn tí rách mà ăn đến lúc 5 giờ sáng là hết chả miếng nào đó. Hai ông ăn khỏe, ăn tốt tốt. Cá chép là 2 kg bằng 200. Hôm qua là cuối cùng là tôi phải tát ao tôi bắt cá lên đấy chứ. Thì sao lại còn ghi vào đấy? Thế khổ quá, cá nhà với cá chợ như nhau thì tôi ra chợ tôi mua thì cũng là 200. Đúng không? Còn tôi bắt cá dưới nhà lên thì nó cũng thế mà. Cá nhà nó tươi hơn. Đúng cá rồi. Chợ chứ. Nó vệ sinh. Thế thằng nào cũng thế nhá. 2 cân cá là 200. Một lạng hành tươi 100.000. Lạng hành tươi 100.000. Khổ quá, nó là như thế này. Lúc đang nấu thì vợ tôi nó bảo thiếu hành. Thế là tôi phải chạy lên tận chợ đầu mối mua được lạng hành ấy chứ. À thế cả. Đi xe ôm, thực ra là nó đây là cái tiền xe ôm. Mà cái tiền xe ôm tiền hành đáng bao nhiêu? Đúng rồi. 100 nhá. Hợp lý. Rau cần 2 mớ là 200. Rau cần 2 mớ 200. Mua ra thế. Khổ quá. Tức là tôi mua hành về đến nhà rồi. Vợ tôi nó lại bảo là đi mua cho em 2 mớ rau cần. Được lại phải đi xe ôm đến đi mua. Ông buồn cười, rau thì ăn bao nhiêu đâu nhưng mà đây là mất cái tiền xe ôm. Thế sao không bảo bà ấy ghi ra luôn một cái giấy mua cái gì thì mua một thẻ luôn đi. Cứ chạy đi chạy lại vất vả đấy. Thì thế thì vợ tôi nó mới rốt. Con ngu. Tiếp này. Cái gì nữa? Tỏi một củ là 100. Tỏi một củ 100. Sao không sang tôi mới lấy về? Hôm qua là hai vợ chồng đi vắng. Tôi đã sang rồi nhưng mà chột dạ là hai vợ chồng đi vắng quá cổng không vào đâu. Đúng rồi. Tôi lại phải nhờ cái thằng Tún ấy. Nó ra tận ruộng nhà nó đào nó mang về nó cho đấy á. Nó cho nhưng mà này sao đến 100 nhỉ? Khổ quá, tỏi thì nó cho. Nhưng mà nó tính cái công đào. Cái công đào nó 100. Cái công. Đúng rồi. Anh nhá. Tiếp. Rau thơm cộng với rau mùi 2 mớ là 200.000. 3 quả ớt là 300. Này. Hả? Rau thơm với rau mùi nó là một, ghi cái kiểu gì đấy? Thì 200. Tôi mua một mớ húng chó này, một mớ rau mùi đây, chả rau thơm rau mùi à? Là 200, 3 quả ớt 300. Lại ra chợ đầu mối. Thì phải ra chợ đầu mối chứ, ở đây thì có. Vẫn đi xe ôm. Thì phải đi xe ôm chứ, 20 cây số tôi chạy bộ rồi đấy à? Thế còn cái gì nữa không?
Đấy, thế là ông xác nhận cái phần ăn uống là thế nhá. Rau mùi 200, ớt 300. Và tôi thực ra nó đắt được cái tiền xe ôm. Đúng à, xe ôm. Chứ còn rau, rau củ quả đắt bao nhiêu? Này, ông đủ cái thằng xe ôm. Thì tôi vẫn đi cái thằng Mỹ Tuồng đầu làng ấy. Thằng Mỹ Tuồng á? Có phải thằng Mỹ Tuồng cứ hướng đây là nó cải tuồng không? Đây, đúng đúng cái thằng này. Thế là ông thì nó rẻ đấy. Rẻ cái gì, đi thế đúng giá. Đúng giá hôm nọ nhá. Nó chở tôi đi ra Hà Nội, lấy đâu có chục con bim bim mà về nó lấy tôi nửa triệu bạc đấy. Thế à? Thế lấy ông lấy đắt, lấy quá đắt đấy. Thế ông xác nhận tôi là tôi xác nhận rồi nhá. Thế ăn xong thì bao giờ chở uống? Bây giờ tôi mới xác nhận cái phần uống. Thực ra rượu hôm qua là hai thằng là uống hết 20 lít đấy. Nhưng mà tôi rượu tôi tự nấu, tôi tính tiền. Ông làm thế hợp lý. Một ấm chè 100.000, một lọ tăm 100.000, đấy tổng cộng là phần uống là hết có 200 nữa thôi. Cái gì? Ấm chè 100.000? Ấm chè 100.000? Coi như ấm chè 100.000 tôi chấp nhận đi. Nhưng mà còn cái tăng 100.000. Ông để tôi nói đây này. Hôm qua là tôi ra chỗ quán nhà con Thanh Đỏ ấy. Tôi mua một lạng chè nó không bán một lạng. Thế hôm qua là phải lấy cả cân chè bồm nhà nó đấy. Cái chè tao không nói. Bây giờ cái tăm nó vô lý. Chẳng có cái tăm là như vậy, ông buồn cười thật. Răng tôi mới răng cái thằng hoạt dở nó có ra cái gì đâu. Ăn những 5 cân thịt gà nó dắt đầy vào răng, hai thằng cứ tì tạch hết gần cân tăm tre đấy. Đây, tôi chỉa xong tôi vẫn phơi cái kia đun cho nó thôi. Thế này coi như là xong. Thế bây giờ là tổng thiệt hại bao nhiêu ông ấy? Đây ông xem lại cho nó kỹ này, không hề bỏ tôi ăn gian này. Hết tổng cộng là hết 1.800.000. Hết 1.800.000 gì? 1.800.000 gì? Tôi trả luôn. Mà anh em nợ nần làm gì? Đối với tôi nợ người khác tôi cảm thấy nó sốt ruột ấy này. Đúng rồi, cơ bản là hôm qua là vì là thằng Hoạt nó ở nhà ông, nó sang nhà tôi gọi điện cho tôi ấy. Ông bảo tôi thì bạn này bạn chung. Thế thì nhà ông bận, gia đình bên đấy bận thì bên tôi tiếp, thì hết bao nhiêu thì ông chịu nữa đấy. Hôm qua khổ loanh quanh thế nào đi ăn cỗ mừng bố mất mấy chục. Ê, tôi trả ông luôn 900 bảo 48.000. Sao 48.000? Thì thôi tôi cứ đưa ông 48.000, còn thừa thiếu thế nào thì cho tôi xin. Ông buồn cười, tổng thiệt hại hết 1.800.000, ông phải đưa tôi 900 chứ. Ông buồn cười, bạn bè với nhau tôi đã mở mồm ra tôi xin ông rồi. Nếu mà ông không cho tôi xin thì cho tôi nợ. Thế ông nợ bao giờ? Tôi nợ 3-4 hôm thôi. Tôi cắm cái sổ đỏ xong cái này có tiền tôi trả luôn. Đây. Mà thôi này. Hôm tới cắm sổ đỏ tôi trả ông một thẻ. Nhá. Để đi đâu một tiền. Bà chỉ có tự đầu tư, bà hiểu không? Thế sau này mình nổi tiếng thì bà chỉ cần dẫm chân vào cái gọi là cái thế giới giải trí sâu chip ấy. Sâu này nhá, cấm tiền ông nhá. Không có quan hệ gì với nối khăn mới cố thì cái lão lạc hâm đâu nhá. Cấm chơi một năm thôi, năm sau này chơi tiếp. Cháu chén nước ạ. Đây là nhà cho thuê hả bác? Vâng. Đúng rồi. Nhà cho thuê thế cô cậu đi
lại lấy một chút. Cái gì? Cậu kia. Qua bên này. Qua bên này. Sang đấy. Sang đấy. Đúng bên này. Lớn. Đúng bên đấy. Còn cho cô này. Để tôi kiểm tra xem nào. Đứng nguyên. Không được nhăn mặt. Để em ấy xem nào. Tôi chết rồi. Hơi dựng đây này. Mũi. Xem. Mũi. Có chửa phải không? Hả? Đúng không? Bác ơi. Hả? Ui em ơi. Thế thì em bị à? Bác. Cháu làm gì đâu mà bị. Nhưng mà cháu có làm gì đâu. Sáo nhị. Dạ cái món này chắc là bác gia nhà mình thích ạ. Ôi chú ghét cái đấy đấy nhá. Cháu cũng chú ghét cái đấy ạ. Này thì có biết gì về hội họa không? Hội họa. Dạ chắc bác gái nhà mình thích hội họa. Thì tôi là ghét. Cháu cũng đại ghét mà. Tốt. Tốt được. Thế thuê nhà đúng không? Thế hai người có mối. Tôi hỏi cái này. Dạ. Hai người là có mối quan hệ với nhau như thế nào? Đúng. Đấy. Hỏi ra. Quan hệ. Ah, quân ta mai phục ở đây. Chính xác. Anh
là bàn tính là anh giả vờ anh đi làm, thì sau đó anh đến đây với em, thế là hay an toàn nhỉ? Thôi, thế thì em đành phải âm thầm ở đây chờ anh vậy. Có mua cái việc đấy mà bàn từ nãy giờ vẫn chưa xong thế nào hả? Cho cháu xin phép là anh cháu thỉnh thoảng ghé qua thăm cháu à? Bác ơi, thế có được không ạ? Không được, đưa giấy xác nhận của nơi cư trú đi, tôi cho qua lại. Nhưng mà bác ơi, quê cháu ở tít Cà Mau cơ. Thế thì không được. Bây giờ này, muốn gặp nhau ấy, thì lôi nhau ra công viên. Thế còn muốn tâm sự ấy, thì chỉ cứ ở trên kia, nói vòng xuống. Còn anh ở dưới này, vái vòng lên. Thế là được rồi. Ai biết được anh em họ nhà cô cậu ngồi tâm hữu gì ở trên đấy. Tôi là tôi phản đối. Bác ơi, thì tôi phải là chúng cháu vẫn phải cách ly à? Thế thì thế này ạ. Em ơi, chúng mình là bàn tiếp nhá. Cháu có ý kiến là cháu bàn tập 2 ạ. Rồi rồi, bàn tiếp đi. Bàn đi. Nhưng mà đứng xa ra nhá. Cứ đứng gần đây rồi tôi nhìn thấy cầm tay cầm chân là tôi khó chịu lắm. Thôi, nhá, nhá, đi ra. Tôi xin phép ạ. Tôi thấy cái đôi này rất là khả nghi bà. Đúng, tôi cũng thấy nghi lắm. Mà theo tôi ý, mình cứ để cho cái con bé kia ở đây. Nhưng mà phải cấm cái thằng kia không được lai vãng đến ông ạ. Nghe hợp lý đấy bà. Ấy, vợ chồng mình chỉ cần là có khách thuê trọ thôi. Đúng không? Đúng. Không xảy ra cái chuyện gì là yên tâm rồi. Đúng rồi. Chứ bây giờ nhá, tôi nói rồi, clip Xuân Hòa mà đi xích tàu thì làm sao mà chạy được. Đúng là cái chắc. Mà chú kể nó đi, đứt hay không đấy là việc của chúng nó. Nghĩa là mỗi một tháng chúng mình cứ bỏ túi 1,5 triệu ông nhỉ. Được rồi, làm cho được rồi. Thôi được rồi, anh biết rồi. Thương thương nhớ nhớ yêu yêu mà. Mình về đêm còn có tay gác chân vịt, người ta gác lên cửa sổ à. Rồi anh biết rồi, anh thương mà. Gái có công chồng không phụ, rồi anh sẽ trọng thưởng nhá. Nhưng mà ông bà chủ có cho anh đến đây thăm em đâu. Giời ơi, khổ. Bởi vì họ sợ mình là sai gái cái đực mà. Chả thấy ông gì nữa. Được rồi, anh yên tâm đi. Anh xin thề, xin hứa với em là tình yêu của chúng mình là trong sáng, là bất diệt, là mãnh liệt. Trong sáng hay con khỉ ấy. Có mà oan nghiệt chui nhủi thì có. Người ta bảo đêm ngoại tình đâu cũng nhìn thấy mặt vợ. Đấy, nói đến vợ một phát là mặt xanh như cái đít nhái ấy. Bắt đầu đấy. Anh đã bảo rồi, tình yêu của chúng mình là cao cả, là bất diệt, không phải lo nhá. Rồi anh sẽ bỏ con mụ hoạn ấy luôn. Con mụ hoạn thư nhà anh nhá. Bỏ á. Sao? Mụ ấy dọa mấy lần đòi rạch mặt với cái tà axit nhà em đấy. Em yên tâm, kẻ nói thì không bao giờ dám làm, mà kẻ làm thì không bao giờ nó nói. Em yên tâm đi, hiểu không? Đấy chỉ là lý thuyết thôi anh ạ. Con mụ hoạn thư nhà anh nhìn bị thịt, cổ thắt mắt treo, cái gì mà nó chẳng làm. Nghĩa nhỉ em? Chỗ này là rất là hoang vu, rất là trống vắng, làm sao nó tìm đến đây được, hiểu không? Nhưng mà em phải chờ anh, mòn mỏi đợi anh à. Được rồi, rồi anh sẽ ra tòa, anh bỏ nó luôn. Anh nói là 6 năm nay rồi đấy. Lúc đấy là bố mẹ anh còn trẻ, nhưng bây giờ bố mẹ anh già rồi, thế anh sợ, anh bỏ được nó. Anh sợ? Thế sao cái lúc mà anh cứ đòi lấy mụ ấy, bố mẹ anh cấm, anh vẫn cứ lấy? Thế bây giờ bố mẹ anh cấm, sao anh không bỏ đi? Thì đã bảo bố mẹ anh trẻ thế còn bướng, thế bây giờ bố mẹ anh già rồi, thì sắp đi rồi, thì anh làm thì anh hối không kịp à? Thế thì anh về bố mẹ anh đi. Thôi, anh biết rồi. Rồi anh sẽ bỏ nó, rồi anh lấy với em nhá. Anh nói là bố mẹ anh thọ 150 tuổi, vị chi là lúc đấy em 80 tuổi rồi, còn cưới xin cái gì nữa, ma chay thì có. Tình yêu không kể tuổi tác, kể cả bố mẹ anh 1 lít, em 1 lít nhá, vẫn cưới bình thường, vì tình yêu mình không phải khám phá. Thôi được rồi, em mòn mỏi chờ anh những 20 năm, nhưng mà ông bà chủ có cho anh thăm em bao giờ đâu. Được rồi, rồi anh sẽ tính, sẽ có cách. Cách gì? Có cách là cách mà. Thôi được, nhưng mà trong ngày hôm nay anh mà không đến với em nhá, em biến đấy. Ừ, được, anh xin thề. Đi. Thế tình hình thủ đoạn đã mưu đến đâu rồi? Đã xong rồi ba. Bác buồn cười thật, bác nói thế hóa ra chúng cháu là mưu hèn kế bẩn nè. Chả thế là gì? Cháu hứa mai bác là anh em chúng cháu là trong như pha lê và sáng như đèn ô tô. Sáng như đèn ô tô mà không cần biết.
Chúng cháu khẳng định là hai anh em cháu vẫn là anh em. Mà bác nói thế hóa ra chúng cháu là thằng tiệt của. Chả thế là gì? Cháu hứa mai bác là chúng cháu là anh em, mà anh em lại còn cận huyết thống là khác. Chị Yên rồi, cận huyết thống có nghĩa là em họ Nguyễn, anh họ Phan. Mà cận huyết thống cách đây 4.000 năm rồi. Bác ơi, tức là này này, cụ tổ nghìn năm của cháu này, cả tổ nghìn năm của anh này này. Tóm lại ấy là bố anh, mẹ em là anh em con chú con cậu. Thế chẳng nhẽ lại là thằng tiệu à? Thế còn là gì? Thôi được rồi, không cần biết. Chỉ cần biết nha, bây giờ vẫn cứ cách ly và hàng tháng chi cho vợ chồng tôi 1.500.000. Đúng, 1.500.000 hả? Cháu ý kiến ạ, cháu chấp nhận 1.500.000. Bác bớt được cháu 46.000 được không ạ? Ôi trời ơi, sao để 46.000? Sao không bớt 45.000 cho nó chán? Thì đáng nhẽ là 45, nhưng mà cháu chót uống chén nước chè rồi thì bớt cháu 1.000 nữa. Thôi được rồi bà, thôi không lằng nhằng. Bây giờ này, cô này lên chị Phong, còn anh này đi chỗ khác kiếm ăn. Đúng nhá. Còn bến mảng đến đây nhá, tôi ý là tôi chặt chân. Thì anh ơi, anh đừng đến nhá, nếu không là anh đi bằng nạng đấy. Thôi em ráng chịu được nhá. Dạ. Thôi đi, anh về đây. Thôi, đưa về nấu cả ruột. Thế này, lên sau, đi lên vòng, lên đây. Đây, vào đây, vào đây. Cái phòng này là phòng của cô. Đấy, được chưa? À, để tôi bảo này, điện nước cái cô dùng đến đâu tôi tính tiền đến đấy. Mà cái bếp ở dưới kia là bác cho dùng chung với vợ chồng nhà bác. Mà không được tiếp khách vào đâu. Đấy, đúng rồi con ạ. À, đàn ông ấy là bác cấm bén mảng đến cái khu vực này, nhá. Vâng ạ. Sao mà biết? Ồ, bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy lạ. Ừ.
nói thế nào mà tự dưng tôi thấy cái ít hầu của nó cứ gồng lên như quả ổi ông ạ. Ủa chứ con gái mà như thế à? Đúng rồi, giọng của nó thế thế lại, nhưng mà lại chút ôm 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 đúng. Ôi chết rồi, sao nhỉ? Thằng này là đàn ông. Ủa sao không biết? Bởi vì này, lúc nó vào đây nó mặc váy, xong rồi nó, tôi thấy nó đồn ngược, xong này nó đôi tóc giả nữa chứ bạn. Thôi chết, ông thấy thế thật à? Ừ, chết rồi. Thế nhưng mà tại sao nó lại ăn mặc như thế nó vào nhà mình? Thì nó đồn. Ừ, nó đồn nhưng mà đôi tóc giả. Ôi trời ơi, làm sao biết được? Nó muốn qua cái barrier này nó phải ngụy trang, đúng không? À, à, tôi chết rồi. Thôi được rồi, để đấy. Nó dám lừa tôi cái gì? Bài, tôi sẽ lên tôi cho nó chết. Bà bình tĩnh. Hình như là cái thằng mất dạy. Cái thằng mất dạy lúc sáng. Đích thị là nó rồi. Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Để tôi lên. Bà lên đi. À nhưng mà ông ơi, làm sao? Nhớ mày tôi lên bây giờ tôi thấy chúng nó đang ABC, tôi nhìn tôi. Ôi trời ơi, càng ABC càng phải có mặt bà. Ôi bà lên. Bà chờ tôi cầm cái bơm đây. Tôi lên đây. Tôi lên cùng ông hả? Ừ. Phải lên với tôi, nhanh lên. Lên. Lên đi. Riêng cái bọn này nhé. Yeah, no.
ngoài gió, vì nước vì dân xây dựng bờ hồ xuân Việt Nam, hào khí Việt Nam bao muôn chẳng thiếu, đời bạn ơi, như trên sương xa.